Chào quý các bạn, trên hình bạn thể thấy đây kính camera của Samsung Galaxy S10 Lite bị rơi vỡ, nhìn rất là khủng khiếp như này. Hiện tại di động có cấp cho em có tất cả linh kiện trên Samsung Galaxy S10 Lite nói chung và kính camera của Samsung Galaxy S10 Lite nói riêng thì mới bị các bạn khi bạn cần thay kính camera cho Samsung Galaxy S10 Lite, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Chúng tôi sẽ chuyển kính camera của Samsung Galaxy S10 Lite đến tận chị hàng yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp kính camera của Samsung Galaxy S10 Lite hàng đầu hiện nay. Xin cảm ơn quý vị các bạn.